Cách đây gần 3/4 thế kỷ, một cô giáo bạt tai một em nhỏ vì em đó không chịu ngồi yên trong lớp, cựa quậy, vặn vẹo người hoài. Cô bạt tai em trước mặt những em khác, làm em bị nhục đến nỗi em la khóc trên suốt con đường về nhà. Lúc đó em mới 5 tuổi mà đã cảm thấy rằng cô giáo đối với em quá tàn nhẫn và bất công. Em sinh oán ghét sự tàn nhẫn và bất công. Sau này chiến đấu suốt đời để diệt hai cái đó. Tên em nhỏ đó là Claire Darrow, nhà cố vấn về hình luật danh tiếng nhất đương thời ở châu Mỹ. Tên ông thường chiếu rực rỡ bằng chữ lớn trên hàng đầu trang 1 của mọi tờ nhật báo trong xứ. Ông là một chiến sĩ bênh vực cho những kẻ bị ức hiếp. Các ông già bà cả ở Atabula, xứ Ohio hiện nay còn nhắc lại vụ kiện thứ nhất ông đã cãi. Việc rất tầm thường, chỉ là bênh vực người làm chủ một bộ yên ngựa cũ, giá trị có một anh kim. Nhưng đối với Claire Rose Darrow, đó là một vấn đề nguyên tắc phải theo đúng. Con rắn độc bất công đang ngóc đầu lên thì ông phải tấn công nó như tấn công con hổ ở Ấn Độ vậy. Thân chủ ông chỉ trả ông có một anh kim. Ông bỏ thêm tiền túi ra để bênh vực người đó tại 7 tòa án trong 7 năm trời và thắng kiện. Darrow nói rằng không bao giờ ông ham tiền bạc hay danh vọng. Ông tự cho mình là một thằng tướng đại lãm. Mới ra đời, ông dạy học. Một hôm một việc xảy ra thay đổi hẳn đời ông. Trong châu thành có một người thợ rèn, lúc nào rảnh việc đóng móng ngựa thì học luật. Clarence Darrow nghe người đó biện hộ trong một vụ tranh chấp tại một tiệm thợ thiết, bị lời lẽ hoạt bát và hùng hồn của người nhà quê đó làm cho mê mẩn. Ông cũng muốn tranh biện được như họ, nên ông hỏi mượn những sách luật của người thợ rèn và bắt đầu học luật. Mỗi sáng thứ hai, ông thường mang sách luật lại trường để học, trong khi học trò ông học địa lý và toán. Ông nhận rằng nếu không có một chuyện kích thích ông hoạt động, thì suốt đời ông chỉ là một nhà cố vấn pháp luật ở làng. Hai vợ chồng ông tính mua một căn nhà nhỏ ở Atabula, xứ Ohio, của một nha y, giá tiền là 700 anh kim. Ông rút hết số tiền gửi ngân hàng ra, được 100 anh kim trả cho chủ nhà, còn bao nhiêu xin góp lần làm nhiều năm. Việc thu xếp đã gần xong thì vợ người nha y đó không chịu ký văn tự. Mụ tỏ vẻ khinh bỉ, bĩu môi nói: "Này chú, tôi tin rằng suốt đời chú cũng không kiếm ra được 700 anh kim đâu." Darrow nổi đóa, nhất định không chịu ở một tỉnh có hạng người như vậy nữa, và ông phủi chân cho hết đất bụi ở Ahatabula mà lại Chicago. Năm đầu ở Chicago, ông kiếm được có 60 anh kim, không đủ trả tiền mướn phòng. Nhưng năm sau, ông kiếm được gấp 10 số đó, 600 anh kim, nhờ làm luật sư đặc biệt cho châu thành. Ông nói: "Khi đời tôi bắt đầu thay đổi, thì tôi thấy mọi sự may mắn tới dễ dàng và nhanh chóng quá." Không bao lâu, ông làm phó trưởng lý cho công ty xe lửa Chicago Enoch Wenton và tiền vô như nước. Lúc đó một vụ đình công bùng nổ, oán thù, rối loạn, đổ máu. Cảm tình của Darrow về phía người đình công. Khi Eugene Dent, người cầm đầu công ty xe lửa, bị đem ra xử, Darrow bỏ việc một cái một, và đáng lẽ bênh vực công ty thì ông bênh vực thợ thuyền. Đó là vụ cãi sôi nổi nhất của Darrow, mà mỗi vụ cãi của ông đều là trụ đá ghi con đường trong lịch sử tòa án. Chẳng hạn vụ Leopold và Luen tự thú đã giết em bé Bobby Frank. Dư luận bất bình vô cùng, ghê tởm vì sự tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Đến nỗi khi Claire Darrow đứng bênh vực hai tên đó, ông bị công chúng chửi rủa, hành hạ, gọi là thằng giết người. "Mà tại sao ông lại làm như vậy?" Ông nói: "Dù quần chúng oán ghét tôi cũng làm.
Tôi không muốn cho một thân chủ nào của tôi bị xử tử hình. Và nếu họ bị xử tử hình thì tôi có cảm tưởng rằng tôi cũng gần như chết vậy. Không bao giờ tôi có thể đọc được một tin tử hình. Tôi luôn luôn đi khỏi Châu Thành trước ngày xử tử. Tôi kịch liệt chống lại sự tử hình. Ông nói rằng xã hội sinh ra tội nhân và bất kỳ người nào cũng có thể mắc tội này hay tội khác. Chính ông đã từng trải, biết cảnh bị tòa xử mình rồi. Có lần ông bị buộc tội là hối lộ quan tòa và ông phải đem hết tài hùng biện ra tự bênh vực. Nhưng lần đó, ông thấy được một tấm lòng biết ơn cảm động nhất trong đời ông. Một thân chủ cũ của ông gặp ông nói, khi tôi mắc nạn, ông cứu cho tôi khỏi bị thắt cổ. Mà nay ông mắc nạn, tôi không giúp lại ông được gì. Làm sao giết được đứa đã làm chứng gian để vu oan cho ông? Mấy năm trước, ông đã xuất bản một cuốn kể đời ông. Và tôi còn nhớ đã thức rất khuya để đọc chương, trong đó ông vạch nhân sinh quan của ông. Ông viết, tôi không biết chắc tôi đã làm được nhiều hay ít. Tôi đã lầm lỗi trên con đường của tôi, và tôi đã cướp được của định mạng bùn xỉn càng nhiều nỗi vui càng tốt. Công việc ngày nào đủ cho ngày ấy, miễn là ta không quên hướng đi và cái đích trên đường đời. Tôi không thấy được rằng tôi đã già, tôi mới bắt đầu đi trên đường đời đây mà. Với tất cả thế giới và thời gian vô biên ở trước mặt, mà bây giờ cuộc hành trình đã gần xong và ngày đã gần tàn. Nhưng quãng đường tôi đã dẫm chân lên ngắn biết bao so với quãng đường vô cùng tôi chưa bước tới. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Claire Darrow trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.